Rồi xin chào các bạn ha. Nay mình có quay video đoạn clip ngắn mình chia sẻ các bạn cái này ha. Đây là trứng ổ ong ruồi mình bắt hôm đó. Trước mình đã quay cho các bạn xem rồi đó, và bắt ổ ong ruồi đó. Thì bây giờ mình còn mình ăn cái cục mật xong rồi nè, bây giờ mình còn cái tàn này nè. Mà mấy em gà mình để trong tủ lạnh ha, mình để trong tủ lạnh. Còn mấy ong nữa nè. Thì bây giờ mình cái tàn này mình bỏ cũng nó có cái ong con ở trong đây nè, mấy cái ong màu trắng á với ít mật gì đó, nên là mình tận dụng cái này mình không bỏ đi và mình mua một ít rượu. Mua một ít rượu nè. Với cái keo nè, mình để ngâm làm củ thuốc cho ba mình uống. Uống nghe nói ong mùi nè. Nhiều người cũng ngâm với rượu á, làm uống trị nhức lưng, nhức mỏi rồi các bạn. Mình uống rượu không được nhưng mà ngâm thuốc ra cho ba mình uống. Ba mình uống thuốc rượu. Thì cái này mình uống rượu trắng thì bệnh, nhưng mình uống có cái chất mật ong này nó sẽ tốt. Và nó có cái này hơi ngọt ngọt nữa. Thì mình chuẩn bị một cái keo, đúng không? Thì đây là mua nước rượu thôi, 15.000 nước rượu rồi tiến hành mình làm ha. Thì bây giờ mình sẽ đổ rượu vô đây, mình xúc cái này. Tại cái này rượu mà ong nó dính vô cái này nè, mình rửa luôn, rửa sẵn mình đổ vô cái keo này luôn. Thôi bây giờ mình ghim, mình cài cái điện thoại cứng rồi mình kẹp vô giá đỡ, mình quay mình làm cho bạn xem nha. Ok rồi, ok bây giờ mình sẽ đổ rượu vô nè. Đó, cái keo để qua một bên đây. Rồi bây giờ khui cái rượu này ra nè, không tận dụng cái này bỏ cũng gì à, để mình ngâm thuốc đi, để ngâm thuốc rượu để đi, không để dành có nhức mũi nhức lưng gì uống. Rồi lấy ra. Do bên này mình quay âm lượng âm ghi âm trực tiếp nha các bạn, nên nó hơi ồn. Tại cái bên nhà có nuôi yến nó ồn. Cái video mình quay lần trước thì mình lồng tiếng không à. Mình cắt âm bỏ và các tạo âm bỏ mình lồng tiếng lại. Bây giờ mình quay âm trực tiếp nên nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha các bạn. Ok bây giờ mình ơi quên. Khoan nó thu ra. Để cái vàng này vô trước. Rồi để cái tàn này vô trước nha các bạn. Đây. Đó, nó còn cái chất này. Đó, hay à. Rồi bây giờ mình sẽ xúc. Mình sẽ xúc cái thau này. Xúc cái thau này. Xúc cho nó sạch cái này luôn. Mình ngâm chung với ong luôn. Mấy ong rồi nè. Ong con rồi. Ngâm luôn. Đặt đều cho ba mặt ấy ra nè. Đó. Rồi bây giờ mình đổ vô nha các bạn. Đổ vô. Đó. Ngâm con ong luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ rượu vô. Giờ mình sẽ đổ rượu vô nha các bạn. Đó. Xong hơn 1 lít rượu.
Đây. Rồi, nắp lại. Keo này nó cũng biến dạng này, cách đó mình đổ nước nóng vô nó bị biến dạng nên nó keo nó bị cong. Đây. Đó, mình thấy chưa? Ngâm nhiêu thôi. Nào có mình có mua ngủ cỡ thêm lít nữa mà đổ vô cho đầy keo luôn. Để đi ngâm nó ra từ từ nè, họ các bạn ông ở trong đây không? Em không? Đó, em từ từ nó sẽ ra cái chất ong ở trong đây nè, sẽ rất là tốt. Ừ. Rồi nó nổi lên luôn. Nổi lên là các bạn. Đó. Rồi cậy đi cho nó nổi xong đi. Nào ấy mình mua rượu mình đổ vô thêm. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ, quay các video clip chia sẻ cuộc sống tự nhiên quanh ta nha các bạn. Ok. Rồi xin chào các bạn.